Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị và con cô bác nha. Em Nguyễn Thịnh Bến Tre gửi lời chào thân thương. Lời nói đầu tiên kính chúc cho anh chị em bà con mình nhiều sức khỏe và gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Thì hôm nay em lên trên em mình em Toyota Yaris 2001. Đó, GL. Xe đẹp nha anh chị nha. Để cho anh em mình một cái giá cực kỳ hợp lý ha. 145 triệu, giá này cũng bớt chút đỉnh cho anh em mình nha. GL nha anh chị, lưu ý xe gia đình nha anh chị nha. 4 mâm 4 vỏ rất là dày. Mình thùng thắng băng anh chị. Có bị bước cũng rất là mới nè, sơn xiên đã được em làm lại hết rồi, đã được đánh bát rồi. Sạch sơn, sơn qua sơn nước là mới hết rồi. Cụm đèn rất là đẹp anh chị nha. Đó. Nhìn xe hình rất là đẹp ha. Lên đèn của GL 2005 rồi anh chị ha. Lên đèn mới à. Có cái cản sao. Đó. Mở lốc rồi. Túp lô túp ly rất là đẹp anh chị ha. Kính bấm hết luôn. Kính bấm. Dàn ghế còn khá là mới. Trần, trần đẹp ghê. Hai dàn lạnh riêng biệt nha anh chị nha. Dòng dây thì được cái nó bền thôi chứ foam thì nó không đẹp như Innova mà được cái nó bền anh chị. Mua xe này anh em xác định mình mua về để chạy đến bền thì mua xe này. Em này là một chủ ha. Chính là chính bấm nè anh chị. Vô lăng này thì nó có mai lại. Tại do ngày xưa người ta đi lâu năm quá nó xấu, mai là mới là mới đẹp anh chị ha. Củ sốt còn hay những cỏ nè anh chị. Âm thanh như nhạc đầy đủ. Dàn ghế cũng đẹp. Dàn lạnh nè, trần riêng theo xe anh chị ha. Chất xe còn khá là ok anh chị, máy số còn êm lắm. Thì giá này em bán cũng rất là rẻ thôi. Thì anh em nào mà thấy được thì ủng hộ cho em Thịnh mình ha. Nắng quá. Tính chiều quay mà thôi, quay sớm luôn. Máy là nhích nhẹ nổ liền anh chị, máy êm lắm. Trên này nó có cái màn hình ở trên này để xài hay sao? Số hơi bị chịch, bẻ quan xíu cho nó đẹp. Đó, liền rồi đó. Kèn bỗng lớn ha anh chị ha. Để em mở cái kẹp trước cho nó nhìn xem. Nắng quá. Này xài chìa khóa anh chị, tí xíu mở. Chính bấm ngon lành, mạnh mẽ ha. Chính bấm hơi lẹ đó. Bốn vỏ như nhau anh chị ha, bốn vỏ mới tin nè. Gầm bề cái này á. Gầm bệ là xuất sắc anh chị ha, có phủ gầm rồi luôn nè anh chị. Xe này mua về thì nói chung thì anh em không tốn ngàn nào nữa nha, cam kết với anh chị luôn, không tốn thêm một ngàn nào nữa. Máy thì quá sạch sẽ rồi. Dòng này máy 1.8 phun xăng điện tử nha anh chị ha. 100 cây anh em chạy tàu khoảng 8 lít. Đó, keo chỉ nguyên bản. Xương đầu xương nghe hắn ren ha anh chị ha. Cái trống nó nằm đâu rồi ta? Xe đây. Bảy chỗ bên đây còn nhiều lắm. Chiều nay em về em Kia Carren máy dầu, Kia Carren máy xăng số tự động nha anh chị nha. Highlander máy dầu à. Rồi Vingo số tự động nữa, nhiều lắm. Cái này về xe bảy chỗ nhiều. Bây giờ mình còn khoảng 15 xe bảy chỗ. Anh em thì có rảnh thì chạy qua xem thử, chạy thử, lái thử, trải nghiệm thử. Rồi mình thấy xe nào mình thích thì mình mua đó. Giá thì bên em nói chung bán rất hợp lý anh chị ha. Xe bên em tầm trung. Tại vì thị trường ở Bến Tre mình đó, nói chung là bán xe lớn thì khó bán lắm. Cho nên thành thử ra là mình bán xe tầm trung thôi, để phục vụ cho bà con ha. Thì anh em nào muốn mua xe lớn tiền thì anh em lên bãi quận 7 của em, 40 số 2 Phú Mỹ quận 7. Thì những cái xe để trên đấy thì xe lớn, xe tầm 4-5-600. Còn những dòng xe mà để với Bến Tre là những dòng xe tầm khoảng từ 100 cho đến 4-500 thôi đó. Rồi thì anh em nào thấy thích xe này thì liên hệ ngay cho em Thịnh mình nha. Em Thịnh để cho anh em mình một cái giá cực kỳ hợp lý ha. 145, giá này còn bớt. Anh em lưu ý xe này là xe gia đình, xe không lỗi nha anh chị nha. Máy số gầm chắc. Máy em để mở cấp sao cho anh em mình xem luôn. Còn khá là đẹp ha. Ốc vô lăng, đồ nghề để mở, dàn ghế bạch da rồi ha anh chị ha. Đó, ghế này mở ra mới vô nè. Ghế còn khá là đẹp á. Trần cũng đẹp ha anh chị ha. Ti đậu cũng ok nè, dấu điện còn đầy đủ, chất xe còn ngon lành hết anh chị ha. Cốp sau cũng rất là đẹp, còn mới, treo chỉ nguyên bản hết anh chị, còn đầy đủ luôn nè. Tại này quay ngược nắng nhiều khi anh em thấy không có rõ nha. Treo chỉ đầy đủ hết, nghiêm chỉnh hết anh chị ha.
biển 61L5703. Dễ nhìn ha. Keo chỉ nè, đầy đủ hết anh chị. Giá này là rất hợp lý. Mình thì mình thấy hợp lý, với anh em thấy thì sao? Thì anh em coi coi được thì ủng hộ cho em Thịnh nha. Giá em bán là có bớt chút đỉnh, có hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ trao đổi xe với anh em bà con luôn. Cảm ơn anh chị em bà con rất là nhiều nha. Chúc anh chị em bà con nhiều sức khỏe và gặp nhiều vận may nha.